mũ vàng. Ôi trời ơi, thằng mũ vàng lại ra để ăn kẹo đi bi mà. Ôi trời ơi, thằng mũ vàng này về nhà ngay lại ăn kẹo mút. Tao nói thằng mũ vàng, tao nói cái xoài đâu hết rồi mũ vàng đâu nha. Thằng này hư quá, suốt ngày ăn kẹo mút tăm cay. A à, xin muội mày có ăn xin chi bi mày ăn tăm cay nữa à, kẹo mút à, về nhà học bài ngay. Tao nói nha các bạn ngoan ngoãn đừng đi xin mọi mũ vàng nha, mà nghe được bảo bố mẹ nha. À Hà Sam đưa mũ vàng đi cắt tóc ấy. Ui Hà Sam ngoan quá, Hà Sam đi cắt tóc cùng mũ vàng đấy. Ừ, tí đến rồi Hà Sam nhá. Ừ, mũ vàng nó cắt tóc con ạ. Ui ngoan nằm Hà Sam ngoan nằm. Ui Hà Sam còn có kẹo à, có số tối ngoan nằm. Ôi Hà Sam dừng lại. Ui Hà Sam, ui dồi ôi mày già cổ con su đây, suốt ngày mày lấy kẹo lo đứng lại. Ôi Hà Sam, tao nói con Sam, tao lấy cái roi, tao lấy cái bể cái roi, con Sam hư quá, suốt ngày tranh kẹo của em. Hư quá, ngoan Hà Sam nghe. À Sam ra giả cho em nhà. À xin mời ai biết đây tập cây đây. Hả, à, đứa nào? Thằng nào? Mũ vàng. Mũ vàng ở đâu rồi? Ôi trời ơi, thằng này hư quá, đi tìm nó chỗ nào. Ui đánh đít luôn. À vàng, tao lấy cái roi đây rồi, thằng mũ vàng này hư quá, lấy cái roi đánh đít nó hư quá, nó ăn mũ tao này à. Ôi bác khờ, ui dồi lại gia đình mình nữa, ui dồi sao uống cái nước này bác khờ, ui dồi nắng cái này đi vào nhà ngủ nhá, suốt ngày gia đình mình nữa, ui dồi bác khờ, chị Tiêu ơi, chị Tiêu, ui bác khờ để ra uống nước à, ở cái vòi này lúc bẩn quá bác khờ, để rửa tay chân ai rửa uống nước để bác khờ nha, đi về nhà nha, gì nước chảy đâu, ui bác khờ, ui dồi trời nắng như này mới đi tưới cây bác khờ, ui dồi chết hết cây bây giờ, đi vào nhà ngay này cái nước tưới cây, ui dồi trời nắng chang chang cái này đi tưới cây bao giờ không hả, đi vào nhà chị Tiêu ơi, đi vào nhà gọi chị Tiêu vào, mũ vàng ơi chị Tiêu vào nhà ngay nha, đi vào ngủ nha. À, bye bye người dừng nha, bye bye nha. Hôm nay có mấy người dừng nha, đi về nha. Ô ok, wow dừng lại, ôi đi cẩn thận thôi. À bạn gồm mũ vàng đến chơi rồi. À có bé người rừng. Này cho kẹo mút này, cho kẹo mút người bé này, cho kẹo mút nhá. Đây là của mũ vàng xin mời cho kẹo mút này. Này đưa cho người rừng đi. Đưa cho bé người rừng này. Này có bé người rừng kẹo mút nha. À, không ạ, à, không phải đâu. Kẹo mút ngon lắm, con lắm không có độc đâu hại trong nhà. Ừ. Ngon lắm. Đây tí đưa cho nhá. Đây cũng thương làm. Ngon lắm. Dừng lại bác ơi, về nhà ngay. Ui trời ơi, bông kít ơi. Ui trời ơi, đi về nhà ngay lại chơi gì đây? Ui ơi, xe ô tô của mũ vàng mà. Dừng lại, đi về nhà nha, tắm rửa nha, lại đi chơi bác khỏi nha, mũ bông kít nha, lại xuống đây nha. Ngoan nha. Wow. Đi về nhà nha. Mẹ kia là chơi à, xin mọi đâu rồi, xin mọi ra đây, giả đi, giả kẹo đây, ui trời ơi, xin mọi ơi, mẹ ăn kéo cho nó à, tôi nói xin mọi nhá, chị yêu em, yêu chị ai thì em yêu nhau thương nhau, đâu rồi, kẹo đâu rồi, ui, còn ơi, để kẹo em nhá, chị thương em, chị không lấy kẹo em nha. Bác Khờ dừng lại, ui dồi đây đập, đừng đi đập đồ người ta nữa, ui dồi bác Khờ ơi, lại đập ai đây, ui dồi lại cầm cái gì đấy, ui dồi dừng lại ngay, đi vào nhà ngay, trời mưa rồi phải vào nhà nha, suốt ngày ra ngoài để chơi làm gì nha, bác Khờ nha. Ô tiếng kì 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 đâu ạ, bác Khờ dừng lại ngay, ui dồi trong cái cảnh nhà bà Tiêu, sao đây đập trong cái cảnh nhà bà Tiêu thế, dừng lại, ui dồi đập hết trong cái cảnh bà Tiêu rồi, bà Tiêu ơi, đứng lại, bà Tiêu, ui bác khờ lại, hứa quả, đi học mũ vàng, ôi rồi lại đi học, bảo đi học để con để cái tên kia là thế nào, ôi rồi đi học con nhà đi học đi hành con ơi đi. Ôi thôi rồi đi, đợi xuôi tí nghe, đi học nhanh lên, đi học, thôi, đi học muộn rồi nhanh lên, chờ Minh với, chờ mũ vàng với. Anh vàng thế nào các bạn? Chip ơi thế nào? Hình dáng lắm, ui trời đất thế nào? Ui ôi vứt hết đồ chơi, ôi rán cả hình dáng ra thùng rác thế nào? Xin mọi thoải mái, chị em thương nhau không được mắng mỏ nhau nhá, chị em chị hay chị em thương nhau nha, yêu cô các con không phải nghe nào bố nha, ngoan ngoãn nha. Cái gì đấy? Không nghe ông. Tiền đâu? Ông chưa tiền vào đâu? Thế vì hôm nay con để điểm 10 á? Ui con giỏi quá, ừ phải cảm ơn ông luôn chưa? Ui đúng thế, con chăm ngoan học giỏi nhá, ông thưởng cho con đúng đấy vì con học giỏi đúng không? Ừ con ngoan ngoãn nghe lời bà bố mẹ, nghe lời thầy cô nha, con chăm ngoan học nha, ui cảm ơn ông nha. Hà Sam ăn cơm ngay, suốt ngày không ăn hả? Ta nói tao không tin đâu rồi. Bắt khờ đây, bắt khờ đâu, bắt khờ sao mà thơm thế này? Ăn cơm. Đấy bắt khờ bắt.
đây bác Khởi nhớ chưa? Bác Khởi ăn cơm với chả sang nhá. Không ăn cơm, không ăn cơm là không được đã đi chơi nha, mà bác Khởi bác sẽ mắng nha.